Ok, thì bây giờ mình sẽ vào game thử cho anh em xem nha. Cái game này nó có đến 300 FPS à, what? Có lẽ là mình nhìn nhầm ha. Rồi thì mình sẽ chơi thử. Thì từ game này nó đây anh em có thể thấy đây, Rare Alpha of the Subject to Change. Nói chung là đang gọi là thử nghiệm á. Đang kiểm duyệt qua cái Steam. Chơi thử thôi. Thì từ game này mình rất là thích về cái ý tưởng của họ. Thì ý tưởng của họ như nào thì mình sẽ giải thích trong vòng chút xíu thôi để nó lắp game nhé. Ok, thì vào nhân vật chúng ta sẽ là một cái cô gái mà sẽ đeo kính đồ các kiểu, có một cái bình hút ha, và bên tay này sẽ có một chiếc xẻng để đập để BK đó, còn cái máy này để hút và tưới nước, hút rác và cũng như là nói chung là làm rất là nhiều việc. Còn đây là cái bản hướng dẫn của ta đây. Thì Y sẽ là Inventory ha. Tab sẽ là More Info, là cách chế tạo và cách gọi là chế đồ chút xíu, xem nhiều thông tin hơn. Đấy. Rồi ví dụ như đây là lúc E là để thu hoạch, để lấy những cái gì đó, cái đồ mà chúng ta đánh rớt á, thì nó để thu vào. Rồi chuột trái để attack, chuột phải là để drill. Rồi Space là để vacuum ha. Vacuum là gì tí mình giải thích cho. Trước tiên là mình sẽ đi vào đây. Thì cốt truyện của game nó sẽ là một cái thế giới sau khi tận thế, cũng nó cũng hơi hơi sau khi tận thế một chút, là thế giới bây giờ đã ngập trong rác rồi, nó cũng khác như tận thế đó anh em ạ. Và đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới nếu như mà con người mình không có thay đổi về cách tư duy về xử lý rác thải, thì xã hội nó sẽ y chang như thế này thôi. Thì mình sẽ được cấp cho một cái khu vườn và có rất là nhiều rác thế này, và nhiệm vụ của mình sẽ là tái chế và trồng trọt chăn nuôi ha. Còn trên kia sẽ là ngôi nhà của mình kìa. Đó, miếng đất của mình đấy. Thì những miếng đất này anh em có thể dùng chuột trái để chặt. Game thì rất là đẹp và âm thanh thì cũng ok đấy. Đây mình có thể hút nó nè. Anh em thấy không? Mình hút những cái này đi để tí nó thành nguyên liệu để mình có thể tái chế được. Mình cực kỳ thích ý tưởng này. Có một số cái mà nó bị dính quá cứng về trong cái đất, anh em có thể đập nó ra. Ngoài ra những cái đồ mà như rác anh em lượm thì nó còn có thể lượm một số hạt giống này. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có một số đồ, ví dụ như là đồ anh em thu hoạch. Đây, những cái mảnh vỡ cũ anh em có thể chế nó, tái chế nó trở thành một cái máy để sau này anh em hoạt động. Để có thể thay đổi góc độ gần hơn một chút. Rác to khổng lồ anh em ạ. Ok, tí nữa mình sẽ thu hoạch tiếp nhé. Trước mắt thì mình sẽ cần một số việc như sau. Mình sẽ đi tưới cây. Đây là khu vườn máy nhỏ của chúng ta đây. Thì mình có thể tưới cây. Ở đây thì mình có thể thu hoạch potato, có nghĩa là khoai tây ha. Đây, nó ở đây có một bản thông báo là hãy tưới cây, hãy tưới cái mảnh đất của bạn mỗi ngày. Đâu, trước mắt thì mình sẽ dọn rác đã. Mình không muốn cái khu vườn của mình ngập trong rác đâu. Đó là nếu những anh em nào mà xem video này, anh em cũng nên ý thức về bản thân một chút nhé, đừng quăng rác bừa bãi nhé. Giờ đây mình nghe rất là nhiều về cái vấn đề quăng rác bừa bãi sau những cái việc dịp event tổ chức, rất là tội nghiệp những cô lao công và cũng như là tội nghiệp môi trường. Khi mà thế giới trái đất chúng ta mà quá ô nhiễm thì chúng ta sẽ không còn oxy để sống đâu, nhiều khi chúng ta phải mua oxy để sống đấy. Đó là một cái viễn cảnh ở tương lai mà mình khuyên anh em nên thay đổi từ bây giờ đi. Ok. Đây mình có thể trồng trọt ha. Ok, thì nó trồng thì cũng ok đấy. Tí nữa mình sẽ nghiên cứu tiếp. Ở đây nữa có một cái máy gì đây. Ở đây thì nó sẽ đổi 50 cái rác. Nó để tái chế thành một cái gì đó. Để mình xem coi. Không biết tái chế lâu không. Đây nhân vật của chúng ta khá là cute. Và đặc biệt là cái điều mà mình thích ở đây nè anh em. Nên sau cái máy hút anh em sẽ thấy một cái gì đó. Thôi trở lại công việc chính nào. Có lẽ nó tái chế hơi lâu anh em ạ. Chắc về sau mình sẽ nâng cấp cái máy tái chế lên.
Good idea. Good idea for game. À, một ý tưởng rất là tuyệt vời. Mình cũng là một người khá yêu môi trường nên là mình sẽ khuyên anh em như vậy. Thực ra là cái cũng không có đào to búa lớn gì đâu anh em ạ. Chỉ đơn giản là anh em cần phải sống sạch sẽ thôi. Đừng quăng rác bừa bãi thôi. Thế là tốt rồi. Ok, thì đây là con quái vật. Anh em có thể tấn công nó để thu hoạch một số nguyên liệu. Ví dụ như pin. Đấy, mình đang có pin đây. Đây thì nó có quyển sách mình quên lượm. Đây có một con gà lắc ha. Mình có thể bấm số 7 để thao tác nhanh hơn. Đấy. Con gà lắc này nó cần một ngôi nhà. Đất thì mình có thể đập bể được nhưng mà những cái đồ khác thì không. Cái này một phần nó sẽ khó tương tác hơn một chút. Mình nghĩ là họ lên cải thiện. Tại vì nó vướng á nên là mình đập không có bể á. Mình phải lên sát vào trong mới được. Đây thì mình có thể hút. Quên nữa, đây mình có thể tưới nước. Mình có thể tưới nước bằng chuột phải. Chuột giữa chứ. Chuột nào quên tiêu rồi. À đây 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 đây. Tưới nước khá là bố đời. Đây, để mình lượm nốt hạt giống ha. À, game này thì theo lời khuyên của mình, nếu như mà các bạn, những người mà làm game này có nghe thấy thì nên chỉnh để thêm một cái góc độ nữa, có thể là góc độ thứ nhất hay sao đấy, để cho có thể dễ nhìn hơn một chút trong một số trường hợp, ví dụ như là DBK hoặc là sao đấy, nó sẽ tốt hơn. Trước mắt thì mình thấy cũng ok. Mình sẽ chuyển sang số 7 để mình trồng nốt những cái cây này. Ok. Thôi trước tiên thì mình cứ giới thiệu anh em một số cái điểm đáng chú ý đây ha. Ok. Anh em để ý đây nó có một cái con đường này. Mình sẽ đi ra cái con đường. Đầu khoảng 6 giờ rồi anh em. Từ game này nó có một chút Stardew Valley ở chỗ là nếu như mà về bữa tối mà anh em không về nhà ngủ kịp á thì nó sẽ chuyển sang trạng thái là bị ngất và đồ của anh em nó sẽ bị rớt. Rớt nhưng mà anh em có thể quay lại lượm được. Nó sẽ nằm giống như một cái rương rồi đấy. Oh no. Đây là con quái vật đầu tiên, con quái vật này thì nó có thể phun độc được, con nhện máy ha. Đây. Để mình qua cho xem cái một số NPC. Hiện tại thì bản alpha nên nó chỉ có một NPC thôi. Theo mình nghĩ thì sau này nó sẽ có nhiều NPC nữa. Ở đây nó có một số chỗ đang xây dựng đây. Nè, demo area end here. Please enjoy your farm. Có nghĩa là cái khu vực mà demo nó chỉ đến đây thôi. Còn những khu vực bên kia họ đang xây dựng. Và sau này mình sẽ xây dựng cả một thành phố và mình sẽ tái chế hết khu vực đó. Chứ nghĩ đến thôi là thấy tuyệt vời rồi anh em ạ. Đây là thanh niên này có thể bán cho anh em một số đồ. Ôi cha, xin lỗi ông nhé, tôi không muốn tính tưới nước ông đâu. Đây, anh em có thể bấm E vào để nói chuyện. Thì tên chúng ta là Ellen ha. Please join the farm, you get anything you need from my shop. Bạn sẽ có được tất cả mọi thứ bạn cần ở trong cái shop này. Yeah. Cảm ơn ông nha. Đây thì mình có thể craft một số đồ ha. Đây mình cần 3 cái miếng mái nhà này. Đây mình có thể xây nhà cho con nhỏ này. Điều đó nghĩa là cái mái tôn rất là cần thiết. Qua ngày hôm sau mình sẽ thu hoạch rất nhiều mái tôn. Và cái que này thì dễ rồi. Đây có tầng cấp 2 và tầng cấp 3. Ok. Ở đây khi mà anh em bị kẹt thì mình có thể ăn gian một chút. Tại vì họ có một cái chức năng gọi là stop này. Mình sẽ bấm stop. Không biết có mất đồ gì không. Ê. À sorry.
Ờ, setup là nó mất đồ anh em ạ. À. Sorry nha. Quên mất. Tận dụng một chứ. Đây là cái nhà chúng ta, anh em thấy nó cũng rất là bừa bộn ha. Mình cũng nên dọn nhà đi. Nếu là một cô gái ở trong cái thế giới này mà ở dơ cũng không được. Hư hỏng quá. Mình sẽ cần rất nhiều cái máy này anh em ạ. À. Tí mình phải về sửa cái giường ấy, có cái ba lô này. Ba lô lấy được không? À, cái ba lô sẽ không thể đeo lên được. Ok. Bắt đầu làm lại thôi anh em. Đây mình sẽ chỉ cho anh em xem này, khi mà chúng ta chuyển sang trạng thái gọi là stuck hoặc là bị ngất khi mà anh em không về nhà kịp ấy thì nó sẽ rớt đồ. Nhưng mà được cái đồ nó sẽ không có mất luôn đâu. Đây có một chú gà. Mà chừng xây cái chuồng gà này chắc hai con sẽ về được. Đây đồ chúng ta nó sẽ nằm ở trạng thái giống vậy nè. Lút o ha. Cũng như một số game khác thôi. Thì thời gian đầu thì mình sẽ đi thu nhặt tài nguyên. Mà tài nguyên ở trong trong đây thì phần lớn là rác thôi. Cho nó sạch sẽ trước rồi tính tiếp. Mày hả nhện? Nhạc nó lặp đi lặp lại nhưng mà nghe có vẻ hơi ma mị đấy. Tưng 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 tưng. Sao mình lại có cảm giác hơi u ám hơn một chút? Đây có con đường, không biết mình có đi xuống được không? Ok, vậy là chưa được. Những cái nào mà cứng quá thì anh em phải đập. Những cái này thì nó sẽ cho anh em những cái ô gỗ. Khá sạch sẽ đấy chứ. Để mình dọn thêm. Trước tiên là mình sẽ kiếm mấy cái ván nè ha. Cái nóc nhà. Thế mình nghĩ đó là những cái miếng tôn cũ. Rồi sau chắc mình cũng sẽ dọn dẹp cái này để tạo đường nước nè. Chỗ này khá ô nhiễm đấy. Đây sẽ là những quyển sách. Anh em thấy thì sọt rác của chúng ta nhỏ xíu mà rác chúng ta lại to. Phần lớn những tựa game bây giờ thì họ sẽ kiểu xoay vào một cái gọi là trái đất chúng ta lâm nguy và mọi người sẽ ra một cái hành tinh khác sống. Nhưng mà xe tựa game này thì đối với mình thì nó sáng tạo hơn một chút là mình sẽ tái chế ở chính cái đất đai của chúng ta luôn. Cái trái đất của chúng ta luôn. Cũng có một số game nó có ý tưởng này rồi nhưng mà mình thì mình mới trải nghiệm từ game này thôi. Dọn hết đống này chắc cũng hết cả thanh xuân rồi anh em ạ. Mình đang có hai cái mặt ha, hai cái mái tôn ha.
Mình sẽ phải đi tìm những cái mái tôn. Ít nhất là 5 cái mái tôn đó. Để mình xem quyển sách là cái gì đây. Thôi, tứ rác làm gì cha nội. Được cái là về sau, về lúc đầu thì mình sẽ có hạt giống miễn phí. Chỉ cần đi nhặt rác là có hạt giống anh em ạ. Trong kia nó có một con nhện kìa. Tiến vào mình đấm nó. Ở đây thì nó có một cái tường đất và một cái tường đá. Thì về sau cũng giống như Stardew á, thì mình sẽ nâng cấp lên, nâng cấp cái vũ khí, cái trang bị của mình lên, và mình sẽ phá vỡ cái đó ra. Mới được ba cái mái tôn nè. Sáng mai mình lại qua hút tiếp nhé. Trước mắt thì mình đi về ngủ thôi. Mình nhớ là sau 8 giờ là mình sẽ bị ngất ấy. Ôi ngược đường, ngược đường, ngược đường. Đúng là chơi game nào cũng bị ngáo được. Góc quay của game có thể làm cho một số anh em bị khó chịu đấy. Nó di chuyển khá là nhanh. Đây, mình sẽ lên và mình đi ngủ. Ok. Đầu tiên mình sẽ sửa nó. Ok, sẽ sửa được cái giường rồi. Ngủ thôi. Ok các người anh em. Chúng ta lại bắt đầu một ngày mới. Con nhện, con nhện, con nhện. Thông thường thì nó sẽ có những cái hình dạng đồ ở trên trước anh em. Đây nè, đây nè, đây đây có cái miếng mà mình cần nè.
Ok, thì hiện tại đến ngày thứ ba rồi nha anh em. Và mục đích của mình nãy giờ mình đã bỏ khoảng 20 phút để dọn dẹp cái xung quanh khu vườn, để xung quanh vườn sạch sẽ chút, không còn rác nữa. Tí nữa mình sẽ đi ráp đồ. Chắc sẽ tốn thêm khoảng 2-3 phút nữa thôi. Dọn nốt cái này ra anh em ạ, cho khu vườn nó sạch sẽ đã. Mình không biết là rác nó có thể tự tự sinh sôi giống như bên giống như tài nguyên ở bên studio không, nhưng mà mình mong là không. Tại vì cây cối nó có thể mọc lại, ok, chứ còn đâu mà rác mà nó mọc lại thì nó khủng khiếp luôn anh em ạ. Một cái đường gì đó quá khủng khiếp rồi. Đốt đống rác rồi đó. Trước mắt thì mình chỉ cần dọn cái khu vườn của mình thôi ha. Đây. Đây thì mình sẽ trồng trọt nốt. Hàng ngày thì chúng ta trồng trọt và thu hoạch cà rốt thôi. Sau đó thì chúng ta tưới nước. Đây để anh em có thể thu hoạch những cái cà rốt đã lớn. Đây là cái cây đầu tiên chúng ta trồng ở, nên là nó sẽ lớn nhanh hơn. À, cái máy này nó sẽ tái chế những cái này trở thành những cái máy tôn anh em ạ. Vậy là cái máy tôn nó rất là hiếm, nên thay vì anh em đi kiếm thì anh em có thể tái chế ở đây. Đây là máy tái chế những cái máy tôn ha, hoặc là cái này nè, cái này gọi là cái gì, vật liệu được tái chế. Cái này là vật liệu được tái chế, cái này sẽ chế được rất là nhiều thứ, ví dụ như là nhà hoặc là những nguyên liệu, những cái công trình xây dựng khác. Từ từ đợi mình trồng nốt ba cây đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua mình ráp thử nhé. Sao nó không có cái chế độ gọi là chạy nhanh nhờ, chắc về sau có, bây giờ hiện tại cũng chưa có. Nhưng em thấy thì vài bữa chắc mình sẽ mở những cái khu tài nguyên bên kia để mình có thể khai thác tiếp. Trên thực tế thì ở ngoài đời ấy, những cái rác cũng là những tài nguyên mà chúng ta có thể tái chế và sử dụng lại, thay vì chúng ta quăng vứt bỏ đi gây ô nhiễm môi trường. Ok, đây mình có thể chế tạo một cái máy đây. Mình sẽ chế tạo một cái máy, nó sẽ nhảy vào trong đây, cũng giống như những cuốn tựa game khác ha. Đây là cái máy nấu ăn. Mình sẽ chế được một cái máy nấu ăn. Rồi. Đây thì nó có một cái cúp Big Hammer, một cái búa gõ. Tí nữa mình sẽ chế nó thử coi. Đây thì inventory, đây là những đồ chúng ta có đây. Mình sẽ mang về nông trại. Sau đó thì mình tiếp tục tái chế những cái máy, những cái đồ lặt vặt để mình kiếm máy tôn ha. Máy tôn rất quan trọng đấy, những cái vật liệu tái chế rất quan trọng đấy. Ok, khu vườn chúng ta quá sạch sẽ rồi.
Đẹp quá. Bãi cỏ và có con kênh xanh ha. Rất tuyệt vời. Cái giờ mình sẽ bỏ cái máy ra xem. À, cái máy này là cái máy tái chế này. Chúng ta có thể nâng cấp máy tái chế thêm để chúng ta có thể tái chế được nhiều hơn nữa. Đó. Còn số 4 này chắc là máy để nấu ăn rồi. Hấu tú. Mình để lộn rồi. Mình để ngược bên anh em ạ. À. Không biết là cách nào để đập đồ nha. Hay là phải bỏ nguyên liệu gì vô ta? Thôi là tí mình chế lại một cái máy khác thôi. Lỗi quá. Ok, tranh thủ tái chế ha. Mình lại tiếp tục qua đổi một số cái máy khác. Chắc là có cách nào đó để tháo đồ ra nhưng mà mình quên đấy. Đây nó có một cái jet. À, cái này sẽ cần phải có 20 cái đồ nấu. Không, trước tiên là mình sửa lại cái vấn đề mình làm sai đã. Để xem còn cái gì nữa không. Đầu tiên mình sẽ chế hết đồ ở level 1 đó. Rút kinh nghiệm mình sẽ đặt cái máy ở xa tí ha. Đặt đâu đây ta? Đặt đây đi. Đây thì mình có thể tương tác vào phía trước. Ồ, đây nó cần 4 cái rau củ quả. Vậy là chúng ta phải tưới nước nhiều lên để thu hoạch những cái gọi là có rau củ quả thì mới chế đồ ăn được. Khi hết nước thì anh em hãy ra bờ bờ sông ấy, anh em hút nước vào. Đây mình sẽ hút nước thử cho anh em xem nhé. Đây anh em có thể thấy là 12 trên 12. Rồi chúng ta bắt đầu tưới nước thôi. À, cái máy kia nó vẫn hoạt động nè anh em. Này nó lấy nó cà rốt nè. Nó lấy cái khoai tây chúng ta nè. Như vậy là nó vẫn hoạt động được mà chúng ta tưởng nó bị lỗi thôi. Và nhưng mà theo lời khuyên thì mình cũng có thể bỏ thêm xây dựng nhiều máy hơn để có thể tận dụng thời gian. Nó cũng ok. Rồi. Đấy, quá 10 giờ chúng ta sẽ bị chết. Bị ngất thôi, đồ sẽ rớt ra ngoài. Đây, nhưng mà chúng ta có thể lượm lại được.
Rồi nãy giờ có đống rác nằm kế bên nhà mà mình không biết luôn đó. Vãi chưởng ạ. Và mỗi ngày thì anh em nhớ tưới nước. Hết nước thì lại phải đi ra ngoài hút thôi. Ồ, như anh em thấy thì rác nó sẽ tự hồi sinh lại nè anh em. Rác nó sẽ tự phục hồi lại. Nà ní. Alo. Nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi anh em. Thì rác thải sinh hoạt. Ồ, cũng có thể là chúng ta là người quản lý rác đấy. Nà ní. Khá là buồn. Inventory 21 cái. Sách cất lên đây. Mấy cái que gỗ này mình cũng cất lên trên ha. Đi thôi. Tiếp tục ráp những cái máy mới thôi. Anh em có thể nhìn thấy không anh em? Anh em có nhìn thấy cái mình đang thấy không? Rất là căng. Đây nó có cái đèn đường. Đây nó mới được 5 thôi. À ở đây họ có bán đất cho mình đây. Cái đất này dùng để chúng ta mở rộng cái khu vườn đây. Đây là cái lò chế. Ồ, chúng ta đã chế được cái này rồi. Chúng ta đã có một cái cúp. Mình sẽ chế thêm một cái máy nữa. Hoặc là hai cái. Để chúng ta tái chế được nhiều rác hơn. Ông chú này cũng tốt bụng chứ đâu có tính tiền mình đâu. Chỉ có đủ vật liệu là đến ông chú ông ráp cho mình luôn. Cảm ơn ông chú nha. Mình nghĩ là nên có cái nút xoay. Tại vì mỗi lần đặt như thế này rất là phiền đấy. Nó sẽ di chuyển kiểu như là theo cái hướng của anh em sao. Ví dụ như mình bấm ở đây coi, bấm ở đây coi. Không được à. Thử mình đứng ngang qua đây coi nó có thay đổi không nhé. Chà, nó vẫn vậy à. Hơi kỳ nhưng mà thôi. Cũng được. Chắc sẽ có nút xoay đấy. À, cái búa này dùng để mua cái để di chuyển cái building. Hoặc là để phá hủy những cái lốc lớn lớn hơn. Ủa, nhưng mà nó nằm cho inventory chỗ nào? Mình nhớ là mình chế rồi mà. Đâu rồi, đâu rồi? Trứng gà sẽ đi vào đây, chúng ta mayonnaise. Nãy mình chế cái cúp chưa ta? Đây mình sẽ chế biến thêm. Gà nó chảnh lắm, gà nó phải có nhà nó mới ở anh em ạ. Nó mới đẻ trứng. Đây mình xem qua nãy mình nhớ mình có chế cái cúp mà. Web Phoenix. À đây nó sẽ có những cái nhiệm vụ đây. À, xây dựng một cái chicken cúp. Nên một cái nhà chicken. Rồi thêm 5 chicken. Kube Blast. Rồi. Thêm 3 robot. À chúng ta có thể thu hoạch robot nữa này. Ok.
Đây là cái rương. Là chúng ta phải cần có thêm đồ ăn. Ô đây có con gà đẹp dữ à. Con gà hoàng hậu hả? Cần 20 cái đồ ăn anh em ạ. Rồi, chúng ta có 10 nồi súp rồi. Cái materia này thì nó rất cần thiết đối với cái game này, nên là chúng ta có thể chế thêm không sao kìa. Không có dư đâu anh em ạ. Để mình thử về ngủ sớm có được không nhé. Ô đường này. Đây anh em, mỗi khi buổi sáng dậy thì rác sẽ xuất hiện lại. Thu hoạch thôi. Trước mắt thì chúng ta chỉ có khoai tây thôi. Chúng ta chỉ cần lại và lít vào cái chỗ nào muốn trồng. Nhạc cũng khá là yên bình anh em ạ. À. Và theo mình đánh giá thì cái nhạc nó hơi lạ hơn so với những cái nhạc khác. Nhưng mà với mình thì rất ok. Nghe nó rất là dễ chịu. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục chế được hai cái Ok, à hiểu rồi. Vậy là mỗi khi mà chúng ta có cái đó, chúng ta sẽ đập được mấy cái này nè anh em. Nhưng mà nó sẽ bắt anh em phải kiếm gốc đấy. Ủa nãy đập được mà ta. À. Ok, đè chuột, đè chuột, đè chuột, đè chuột, đè chuột. Thứ này phá được không ta? Trời mày phá đồ cũng điều nghệ dữ ạ. Ok, mình nhớ trên kia nó có một số cái lóc cứng ha. Đây, lóc cứng đây. Ta vẫn còn hai món súp nữa. Đây chúng ta có một cái đèn. Ô cái đèn nó lại tốn cái đồ ăn, là chắc là mình sẽ tiết kiệm. Cái này nó không tốn nên mình sẽ mang về được nè. Cái nồi súp nó sẽ biến thành đất ạ. À.
nó sẽ biến thành đất canh tác à, vải nồi à. Hơi ngộ nhưng mà thôi cũng được. Ok, chúng ta sẽ về làm cái giếng. Cái giếng chúng ta sẽ để gần một chút để dễ cho chúng ta trong cái vấn đề gọi là đi lấy nước ha. Khu vực này không cho à, giờ họ phải bắt mình để ngoài này thôi. Ngoài này thì sau mình sẽ nâng cấp lên nữa. Ok, chúng ta có thể hút nước trực tiếp từ đây, quá tuyệt vời. Cái rương chắc mình sẽ để trong nhà đi. Cho mình để cái rương trong nhà không ta? Có vẻ là không được. Có lẽ họ sẽ không cho mình để trong nhà rồi. Ok, hình như là đủ rồi đấy, đủ 20 đấy. Mình sẽ qua mình xây một cái chuồng. Chuồng, chuồng gà. À, chuồng gà thì phải có thêm 5 cái khoai tây nữa hả? Cái này là canh nen. À, cái này nó chỉ là cái này nó chỉ là nó cho mình cái stub vào mỗi buổi sáng thôi. Còn cái này là nó mới là cái handheld. Mình có thể tam chicken. Ok, mình sẽ xây hai công trình này. Wow. Le Phosphum Cute Robot What? Raccoon. Ok, thì mình lại tiếp tục thôi. Nhưng mà tài nguyên kia có vẻ hơi hiếm đấy. Tài nguyên đất đỏ nó hơi hiếm đấy. Nó sẽ cho mình than. Không biết là nó có thể reborn lại không. Mà trước mắt thì mình lo cái chuồng gà đó. Cái cốt truyện thì bản demo họ sẽ cho mình test mấy cái đó. À ở đây nè, trời ơi có thiếu đâu. Ok hiểu rồi, hiểu rồi. Chà cái chuồng gà to thế. Ok. À tam nó thì bằng cà rốt à. Được. Nhưng mà mình sẽ đi phá làng đó đã. Mình sẽ cần 10 cục này. Wow. Đầu nha. À đây nó có cơ chế hiển thị đòn tấn công của quái vật. Trước mắt thì mình sẽ cần than. Nó đang canh góc nó đánh mình đấy. Chín giờ rồi, 9 giờ rồi. 7 giờ chứ. Bên này chúng ta sẽ thu hoạch than ha. Ngoài ra nó sẽ có một số con robot. Về sau theo mình đoán thì những con robot này nó sẽ cho anh em cái gọi là sức mạnh, kiểu như là nó sẽ hỗ trợ anh em trong cái vấn đề gọi là trồng trọt chăn nuôi rồi này nọ và làm vườn cho anh em. Về sau chúng ta sẽ tự động hóa. Viễn cảnh tươi đẹp nhất. Ok, trước mắt thì đi ngủ đó. Có 12 rồi.
Để chắc ăn thì tí nữa mình sẽ kiếm thêm 8 cái nữa rồi mình qua mình rafting nhé. Nếu anh em tận dụng được cái gốc thì anh em sẽ tưới được nhiều cây hơn. Ok. Mình sẽ đi tăm gà. Không biết tăm có khó không? Hello. Nó đồng ý liền luôn nè. Thứ dễ dãi. Trước mắt phải đi kiếm thêm hai con gà nữa đó. Đã nhớ có một chú ở nằm đây. Hello cưng. Ok. Tranh thủ qua đây ráp đồ luôn ha. Chắc chắc là một con gà nó sẽ nằm ở trong cái bãi phế liệu 2. Hoặc là nó sẽ reborn ra. Đây, cái này sẽ giúp chúng ta stam những con robot. Cái này nó sẽ cho một cái stup mỗi mỗi buổi sáng. Không biết stup là cái gì. Đây thì nó kêu là 5 con gà lận. Kubot lot. Ok, họ họ kêu mình xây một cái này thì mình sẽ xây một cái này. Sau đó họ sẽ kêu tam ba con robot. Như thế là đã hoàn thành cái nhiệm vụ của cái game này rồi. Về nhà đi con. Ồ, nghe tiếng chim hót du dương quá. Hình như là máy mình bị lỗi sao, có dấu hiệu bị lỗi kẹt màn hình ở đây. Vậy là mình có thể tem mấy con robot rồi đấy. Mình sẽ qua đây mình tem mấy con robot thử coi, có lẽ là nó sẽ tem bằng cái con này được không? Con này không biết được. À, con robot này chắc không có tem được à. Con robot này là robot độc ác. Phát hiện đây có một cây cầu nữa. Đây chắc nó sẽ qua một cái khu vực mới. Ồ, bên kia nó có gà và một số con quái vật to hơn ạ. À. Không biết có nguy hiểm không? Ở đó nó có mấy cái việc bi gì vậy ta? Đây là chắc vật liệu thứ ba rồi.
Hello? Hello cưng. Ở đó nó có cái máy gì ta? Nhưng mà quan trọng thứ mình quan tâm là mấy chú gà. Ồ, cái đó nó làm mình mất máu. Bên kia là bot hả ta? Có lẽ là một con bot. Mình nghĩ là mình đi về đi. Rồi mình cất bớt đồ đó. Khi mà mình quay lại mình đi lượm đồ cũng khá là mất thời gian đấy. Nãy có chú gà ở đâu quên mất rồi. Ok, tiếp tục ngày mai mình sẽ đi kiếm gà tiếp. Mình sẽ cất bớt một số đồ vào đây để trường hợp là mình bị té xuống thì nó vẫn sẽ ok ha. Pin này. Toolbox này. Cái này chế cũng khá là tốn đấy. Cái này dùng để tam gà chắc là mình sẽ mang theo. Khoai tây của mày là nó sẽ chồng rất là nhanh anh em ạ. Mình sẽ bỏ xuống và mình trồng tiếp nhé. Mình sẽ cần thêm hai phần đồ ăn nữa. Rồi, chúng ta bắt đầu đi hành trình kiếm gà thôi. Trời, đau dữ à. Con này thì nó có thể nhảy. Chù, đau. Về gà lắc ơi, về nhân lắc ơi. Rồi ok, được ba con. À, bên kia có một con rồi anh em.
thằng này láo nhờ. Ừ. Mày nấp kỹ dưới mày. Theo mình nghĩ thì nó sẽ có đúng 5 con gà thôi. Một số địa hình di chuyển khá là khó khăn. Rồi chúng ta kiếm con gà cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ coi nào. Ok, có một con gà nữa rồi anh em. Ủa, gà này như nãy mình tam rồi mà. Bị lắc rồi. Mình bị lắc mất rồi. Ta lấy tam rồi nó phải chạy về nhà với mình chứ. Biết ở đâu còn một con nữa. Thôi qua ngày mình sẽ đánh con bốt chùm. Ồ, có hạt giống mới này nè. À, con gà kia nó nằm ở trên kìa. Hy vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra. Úi chắc, úi chắc. Cháy. Ồ, rồi chết ngắt rồi. Ok, vậy là mình biết được chỗ con gà nè ha. Đây, nó sẽ cho một trứng gà đây. Bốn con, hôm sau nó sẽ về nhà. Ok, chúng ta qua kia phục thù thôi. Mày túi đồ chúng ta nằm ở đây.
đánh không trúng vậy. Ôi chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Mạnh quá, bạn mạnh quá rồi, mình không chơi với bạn đâu. Ôi chạy, ôi chạy, ôi chạy. Con đó là boss anh em ạ. À. Đâu rồi ta? Nó mà dí là sắp mặt luôn. Ok, chúng ta đã làm được cái điều cần làm, đó là tam được 5 con gà. Ủa gì đây? Lạc đường, lạc đường, lạc đường cái Minh rồi. Đi về, đi về, đi về. Game mà thỉnh thoảng nó sẽ có một số lỗi về di chuyển và nó sẽ bị vướng một số cái. Bởi vậy họ đã có chức năng Instant này. Và góc nhìn nó nhiều lúc làm chúng ta khá là mệt mỏi. Gà ở đây nó ăn khoai tây anh em ạ. À. Mình sẽ tiếp tục qua xem chế được cái máy gì mới không nhé. Có lẽ mình sẽ cần chế cái máy này nè, Canon này, nó cần có 20 nè. Mình sẽ cho stop vào buổi sáng. Cái này thì nó sẽ cần ba cái tomato. 2 3 4. Ok, 5 đây. Cái này là làm mayonnaise. Cái đó không phải là cái chủ đề mà nó là cái mà cho anh em gọi là tự phân phát đồ ăn cho những cái con gà. Đây mình có thể cho đồ vào đây. Cho hạt giống khoai tây vào hả? Ờ, chắc nó tự bỏ vô rồi sao ấy. Đây thì mình sẽ mở rộng thêm đất. Đây nó cũng có cả cái ok đi ngủ thôi.
Ngon. Để xem mình đủ đồ chưa, 30. Ừ, mình vẫn chưa có cái đây, mình cái này nữa là mình đủ 35 cái rồi. Khoai tây. Cái này nó chỉ tính được 10 thôi. Đây mình sẽ xây cái công trình này. Vậy là bên đây là mình đã xây xong hết rồi ha. Sẽ cọt cái này. Ngày mai thì mình sẽ kiếm cat house, nghĩa là nhà nhà cho mèo, mà không biết có mèo không. Mình không biết làm sao để tem ba con robot. Đây thì cái công trình mà robot thì mình đã xây rồi mà. Trước mắt cái xây cái nhà này đi. Cái này hồi nãy á, là nó sẽ là tự cho chim ăn và nó sẽ cho anh em hạt giống khoai tây. Cái này nó sẽ cho anh em hạt giống tomato. Khá là hay. Mình sẽ mua thêm đất. Có ông chú có nói chuyện gì không? Trên kia thì nó có một số vật liệu nhưng mà mình thì chắc là chưa nhảy ra được. Cái kết hâu là cái nhìn hình con chó. What? Ui. Nani?
vẫn chưa có cái chưa có đủ vào chúng chưa có khoai tây. À, nó sẽ cho mình cái dấu ích. Còn mình không biết cái máy này để làm cái gì. Thử đi Tam Robot coi. Có lẽ đi Tam Robot thì cần một cơ số có một cái số cái gọi là nguyên liệu cần thiết. Này Double Chain New Team hoặc là Bin. Mình không biết làm sao để thêm mấy con robot ta. Con này hả? Hello? Mấy con này chắc là mấy con robot thân thiện này. Hello? Bọn mày ăn cái gì đấy? Máy đó nhìn như kiểu là một cái máy rò rỉ. Bên kia nó có một cái đường hầm. Mình sẽ đi khám phá đường hầm nữa ra. Còn bắn xa là khá là nguy hiểm. Đây có đường này đi qua mà nó có hàng rào sắt. Mình hay đi hướng bên kia cũng được. Oh con này đi ra coi. Tù con kia bắn xa dữ vậy. Cái bộ đường này cũng không qua được tại vì đây là một cái bậc lửa mới, mình không thể đập nó được.
Nhưng mà mình có thể đi bằng khúc này nè. Sắp đi rồi. Ok ok, mai mình sẽ đập cái khúc đó mà mình đi. Hả? À? Coi bộ là mình sẽ chết tiếp. Hai con nó khá là khó chịu đấy. Chỗ này có lẽ họ chưa có làm nên là nó sẽ bị giới hạn. Ok. Có lẽ mình nên kết thúc cái tựa game này ở đây thôi. Thì đây nó mới chỉ là bản beta thôi nên là nó chỉ chờ đến đây thôi. Mình thì mình chưa biết Time Robot làm như thế nào nhưng mà thôi. Cũng được rồi, đủ trải nghiệm rồi. Về sau đợi bản chính thức thì mình chơi full luôn. Game khá là hay đấy. Mình sẽ chấm điểm khá là cao cho từ game này. Ok, bye anh em.